Em chào mình, em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Lên sóng ngay cho anh em bộ combo sản phẩm cho anh em khách hàng. Và hôm nay thì em có đơn cho anh em khách hàng đặt bộ sản phẩm Vancoleis số JBL và kết hợp với dòng mic không dây JBL KM-C8 và một bộ âm thanh như thế này, các bác thấy không ạ? Giá chỉ có 2.200.000 đồng, quá rẻ cho các anh em có thể lựa chọn để chơi những dịp cuối năm rồi. Và đây đang là một trong những bộ combo sản phẩm hot nhất bên em với bộ vang mic để các anh em có thể ghép nối với bất kỳ một thiết bị nào, đặc biệt là với những anh em muốn nâng cấp âm ly, ghép nối với loa kéo, thậm chí ghép đẩy tiền vang hay ghép cục đẩy để chúng ta trải nghiệm thành tốt nhất, thì chắc chắn là không nên bỏ qua bộ sản phẩm này. 2.200.000 đồng xin gửi cho anh em khách nhá. Với bộ combo ngày hôm nay thì có ba khách hàng đã đặt hàng tại cửa hàng nhà em, cũng yêu cầu lên ngay một video nữa để gửi tới cho những em khách hàng đang tham khảo đến bộ combo sản phẩm này, thì bên em Tùng đã làm ngay một video ngày hôm nay để phục vụ các anh em. Với phiên bản Vancoleis số JBL S8 Plus, một trong phiên bản Vancoleis số rất là hay và chất lượng tại cửa hàng Tùng Audio hiện tại, phiên bản này thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn ghép đối với bất kỳ một thiết bị nào cho phòng hát gia đình, âm ly, cục đẩy, để điện vang, để hỗ trợ cho một giọng hát tốt nhất. Với các tính năng 16 tính năng bên em hỗ trợ căn chỉnh trước cho các anh em khi chúng ta nhận hàng về, bao gồm là echo, reverb, effect EQ, các dạng bass mixer phần mix, bass mixer phần nhạc, thêm chế độ sub để anh em sử dụng sub trực tiếp ở trên JBL S8 Plus. Ở mặt màn hình góc tay trái ở đây cũng sẽ hiển thị đầy đủ thông số cơ bản cho anh em. Chúng ta nhìn vào đây chúng ta đang biết là chúng ta sử dụng các thông số như thế nào, lấy tín hiệu nhạc qua USB cổng quang, bluetooth đường dây tín hiệu trắng đỏ, có thêm điều khiển để các anh em có thể thao tác đơn giản hơn nữa. Và ghép nối ở bên trên sẽ là một bộ mic không dây giá rẻ chất lượng, đó là JBL KM-C8. Bộ combo đồng bộ của JBL chắc chắn sẽ mang đến cho anh em trải nghiệm phòng hát gia đình một cách chuyên nghiệp nhất. Và việc sử dụng hai dâu anten ở phía sau với JBL KM-C8, một cái dòng mic rất khỏe về sóng các bác nhá, không hề kém cạnh so với bất kỳ một dòng mic nào trên thị trường. Có chế độ dò lại tần số này, tăng giảm âm lượng này, và phần tay mic được thiết kế theo kiểu dáng công nghệ cao rất đẹp mắt, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay đó là độ lặng của dòng mic này, rất là chất lượng. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm bộ combo sản phẩm của em khách hàng JBL S8 Plus kết hợp với dòng mic không dây JBL KM-C8 xem như thế nào nhá. Anh em thấy thế nào ạ? Khi mà chúng ta sử dụng một bộ combo sản phẩm này thì các bác đã thấy cái dải echo của JBL S8 Plus chưa ạ? Cái tiếng chất lượng echo của cái dòng này thì em cảm nhận là có một chế độ ngọt ngào. Khi chúng ta kết nối với âm ly, đặc biệt là vừa nâng cấp với âm ly, thì các bác sẽ thấy ngay có độ hoàn thiện từ chất lượng echo nhé, cho hai dải echo từ delay và repeat cho những cái cặp loa. Khi chúng ta alo, cái tiếng alo của bác sẽ vang nhại ở trong cái cặp loa và các bác cảm nhận là cái tiếng hát của mình nó rất là lịnh. Khi mà kết hợp với dòng JBL KM-C8, tiếng rất là rõ nét ở đây và không có hiện tượng rũi xảy ra, bởi vì cái bộ combo sản phẩm này nó rất là đều dải rồi, nó không thừa nhiều dải chết quá thì là không dẫn đến hiện tượng rũ rít như một vài anh em đã đang sử dụng. Và điều đặc biệt của JBL S8 Plus này có thêm tính năng reverb mà âm ly không thể làm được, đúng không ạ? Ở âm ly hay thậm chí là đẩy điện vang thì rất ít những mẫu đẩy điện vang có tính năng reverb như thế này. Reverb time, reverb âm lực tổng để hỗ trợ cho anh em có một giọng hát chuyên nghiệp hơn này, chất giọng thật sẽ được nổi lên cao hơn, và thêm nữa là anh em có thể chỉnh được phần mic và phần nhạc với JBL S8 Plus nữa. Một mẫu sản phẩm Vancoleis số quá là đa tiện ích cho anh em lựa chọn. Và khi kết hợp với dòng vang mic JBL KM-C8 ở đây, bác thấy sao ạ? Với một bộ combo hoàn chỉnh như thế này và giá chỉ 2.200.000 đồng thôi, một mức giá quá rẻ cho các anh em có thể lựa chọn ngay với phòng hát gia đình rồi. Và nếu như anh em đang cần mua một bộ combo sản phẩm JBL bên cảng Tùng Audio thì các bác liên hệ trực tiếp theo số lại bên dưới nhé, 0979629336. Và ngày hôm nay thì em xin được gửi cho anh em khách hàng đã và đang đặt hàng với bộ sản phẩm JBL bên cảng anh em, vang JBL, mic JBL, mức giá tốt quá rồi, 2.200.000 đồng, bảo hành đến tới 1 năm, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán sau. Nếu như anh em có nhu cầu gì với các thiết bị âm thanh bên cảng Tùng Audio, cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới để em có thể tư vấn cho các anh em có thêm sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho phòng hát gia đình với các thiết bị bên cảng Tùng Audio. Và video của em Tùng ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Hẹn tất cả các anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.